Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Long An là một trong những địa phương trên cả nước tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến. Cách làm này thể hiện sự chủ động, linh hoạt, đổi mới trong hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội. Ghi nhận của các phóng viên thời sự. Đây là đợt tiếp xúc cử tri đầu tiên của các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Trải qua hơn 3 ngày làm việc, hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có sự tham gia của trên 1.400 cử tri tại 75 điểm cầu trong toàn tỉnh. Những hình ảnh từ điểm cầu cấp tỉnh được truyền trực tiếp xuống các điểm cầu cấp huyện, cấp xã đã giúp cho các cử tri kịp thời gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội. Hội nghị trực tuyến này nó cũng y như hội nghị trực tiếp như một lần thôi, không có gì, mình dẫn cái ý kiến của mình phát biểu, rồi các cái ý kiến khác phát biểu mình vẫn tiếp thu được, cũng đâu có cái gì khó khăn đâu, coi như thuận lợi chứ không có gì, mà nhưng mà nó có cái hợp lý trong vấn đề là mình được là ngăn ngừa được cái dịch bệnh đó. Trực tuyến á, tôi cho rằng nếu mà trong mùa dịch như thế này thì nó có lợi nhất là chúng ta tập trung gọn một số ban ngành rồi xã phường hoặc là những cử tri có chọn lọc nó gọn. Cái thứ hai, nếu mà gọn thì cái nội dung người ta phát biểu xúc tích hơn, tập trung hơn, và một cái điều là nếu như vậy thì nó hiệu quả hơn nhiều. Thì đó, thì tôi cho đây là những cái lợi của nó trong cái mùa dịch này, nếu mà làm trực tuyến thì nó có là nhiều cái lợi hơn. Thì đó, tôi cũng đề nghị trong thời gian tới nên phát huy cái hợp trực tuyến này. Mặc dù được tổ chức qua hình thức trực tuyến, nhưng các ý kiến đóng góp của cử tri cũng không kém phần sôi nổi. Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, tại các buổi tiếp xúc, cử tri đóng góp khoảng 100 ý kiến kiến nghị xoay quanh một số vấn đề như giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến tìm đầu ra ổn định các mặt hàng nông sản, tình trạng đường giao thông xuống cấp, đặc biệt việc tiêm phòng vaccine COVID-19, hỗ trợ giá test nhanh khi người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, được đa số cử tri quan tâm. Qua cái tiếp xúc cử tri thì thấy rằng là về đã cũng đảm bảo được cái nội dung yêu cầu đặt ra đối với đoàn đại biểu Quốc hội cũng như là các ý kiến của quý cử tri cũng rất là sâu sắc, thể hiện hết các cái lĩnh vực về đời sống kinh tế xã hội. Ngoài ra thì quý cử tri cũng rất là quan tâm đối với cái việc phát triển kinh tế xã hội sau khi cái phục hồi sản xuất, đối với cái công tác sau cái phòng chống dịch trên cái địa bàn của tỉnh cũng như cả nước, thì đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã tổng hợp được nhiều ý kiến phát biểu của quý cử tri và sẽ phản ánh đến Quốc hội, các cái bộ ngành trung ương để có sự quan tâm tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc theo cái tâm tư nguyện vọng của quý cử tri. Đối với ban thường trực Ủy ban Mặt trận của các huyện và các xã rất tích cực để phối hợp thực hiện cái chương trình tiếp xúc này. Mỗi điểm cầu thì khoảng 20 cử tri, có 3 huyện là trực tiếp đến các xã. Còn lại ở các huyện còn lại thì mỗi điểm huyện đều có 2 điểm cầu. Các điểm cầu cũng thực hiện tốt, đảm bảo cử tri tham dự đầy đủ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, thì việc tiếp xúc cử tri trực tuyến không chỉ đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, mà còn giúp cho các đại biểu Quốc hội có thể nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Giữa mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu, cách làm này cũng khẳng định quyết tâm chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử mà tỉnh Long An chú trọng thực hiện trong thời gian qua.